À, chào mừng bà con quay lại với kênh Thế giới vật tư nông nghiệp TG hả con. À, đây là kênh của chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp đặt tại Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Thì chúng tôi chuyên tư vấn những giải pháp vườn, đặc biệt là những sản phẩm mà ngoại nhập hả con ha. Không phải nhập thì chúng tôi đang có tại cửa hàng hết. Những cái dòng của Úc nè, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì cái dòng Overgreen Gold của An Phát Nông ha. Cái dòng này là lên đến hữu cơ đến 50% mà con. Lên liệu cơ là 50% ha. Canh của Tây Ban Nha, phát nông phân phối trên thị trường. Canh Red Diamond, canh Red Diamond thì hàng của Úc ha. Canh Vinogreen là canh organic của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những cái dòng dinh dưỡng đang có mặt tại cửa hàng. Thì hôm nay thì cửa hàng về thêm một cái dòng sản phẩm mới, cũng là từ Thổ Nhĩ Kỳ, đập nhập nguyên đai nguyên kiện về hả con ha. Cái dòng canh thiết. Thì để ghi quy cho bà con mình xem cái dòng canh thiết được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ hả con ha. Thì nhìn cái mẫu mã sản phẩm thì bà con biết chất lượng nó cỡ nào rồi. Nhập nguyên đai nguyên kiện của bên Thổ Nhĩ Kỳ qua. Thì canh nhôm canh thiết các bạn ha. Thì một can này nó 20 lít. Thì nó nặng tầm khoảng 27 28 kg bà con. Chất lượng rất là chuẩn thôi bà con ha. Thì can này thì chúng ta sơ lược những thành phần dinh dưỡng, nó bao gồm cái organic là chất hữu cơ 45% ha. Humic fulvic 38%. Đạm 4%. K2O 4%. Đặc biệt là chúng ta có amino acid nè, 200 và cái mới của cái canh rút soi này thì nó có cái EPA. EPA là cái dòng cao cấp hơn là ha con ha. Đây là những dòng mà được chiết xuất tự nhiên. Để nó rất an toàn cho cái cây trồng chúng ta, đặc biệt là kích rễ. Kích rễ rất là mạnh thôi con ha. Thành phần EPA lên tới 250 ppm và cái bổ sung thêm những chất đồng, sắt, kẽm, mangan. Thành phần nó rất là đa dạng thôi con ha. Đặc biệt là chất thành phần hữu cơ và phun quýt rất là cao. Vì thế nên khi chúng ta sử dụng những cái dòng quýt sôi này vào trong cái cây, đặc biệt là những cái cây trồng cao cấp như cây sầu riêng. Những các là cái dòng sử dụng được không ha, nhưng mà đối với cái sầu riêng thì cũng thấy là khi mình chúng ta tưới cái rosa này vào thì cái rễ rất là cực mạnh không con ha, rễ ra rất là nhanh mà mạnh, đồng thời nó cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng thiết yếu để nuôi cho cây trồng chúng ta được tốt hơn. Đặc biệt là cây sầu riêng thì cũng thấy là lá xanh dày bóng, và cây cam sành không con ha. Cây cam sành thì chúng ta sử dụng cái dòng của Thổ Nhĩ Kỳ này cũng rất là hiệu quả con ha. Thì can thì chúng ta thấy vô những cái canh thiết như thế này thì nó đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa, nó bảo quản được lâu, đồng thời là những cái dòng cao cấp thì cũng thấy là nó sẽ giữ cho cây chúng ta an toàn, cây trung khỏe ha. Thì một can này thì cửa hàng đang bán với giá là 3.700.000 ha, 3.700.000 can 20 lít này, nặng 28 kg, 3.700.000. Thì bà con mình có thể sử dụng cho từ 10 đến 15.000 lít nước rồi còn ha. Thì khi mình ta sử dụng cái này chúng ta không cần phải sử dụng hóa học các bà con. Thì cây nó vẫn tốt, vẫn sung khỏe ha. Đây là những cái dòng dinh dưỡng hữu cơ chứ không phải là những dòng kích thích đâu con ha. Bà con mình nhớ nó chứa đủ những thành phần dinh dưỡng thiết yếu, hữu cơ dạng lỏng để nuôi cho cây, thì giúp cho cây nó phát triển đầy đủ dinh dưỡng để phát triển. Đây sơ lược cho bà con mình thấy ha, về mặt mẫu mã như chất lượng bên trong. Đây nhập nguyên can về không con ha. Đây cái dòng cái nắp đây. Thì vừa rồi thì cửa hàng mới về một container thì thấy là nó vừa nhập cảng xong, thì hôm nay bán cũng gần nửa công rồi bà con. Chưa lượt cho bà con mình ha. Đây là những cái dòng cửa hàng chúng ta thấy là chuyên những cái dòng nhập khẩu của từ Úc nè, từ Tây Ban Nha, từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì bà con mình yên tâm về mặt chất lượng sản phẩm ha. Thì cửa hàng có ship hàng đi toàn quốc cho bà con mình. Thì bà con mình có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0939 339 415. Chúng tôi sẽ tư vấn ở ship hàng đi toàn quốc cho bà con mình. Rồi kính chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video sau.